Kinh tế Nga vững vàng, doanh thu dầu khí tăng mạnh bất chấp loạt lệnh trừng phạt. Dầu khí là nguồn thu quan trọng giúp Nga vượt qua các đòn trừng phạt của phương Tây. Các chuyên gia cho rằng doanh thu dầu khí Nga tăng nghĩa là việc áp giá trần của phương Tây hoàn toàn vô tác dụng. Số liệu do Bộ Tài chính Nga công bố mới đây cho thấy trong nửa đầu năm, số tiền ngân sách có được từ bán dầu khí tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 5.698 tỷ rúp. Nguyên nhân chủ yếu là giá dầu tăng và đồng rúp yếu đi. Dầu khí là nguồn thu quan trọng của chính phủ Nga, đóng góp khoảng 30% đến 50% ngân sách nước này trong thập kỷ trước. Chiến sự giữa Nga và Ukraine đã khiến phương Tây áp đặt nhiều lệnh trừng phạt nhằm siết nguồn thu này của Nga. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng, đến nay chính sách trừng phạt của phương Tây chỉ khiến dòng chảy năng lượng Nga đổi hướng, chuyển từ phương Tây sang phương Đông. Cụ thể, dầu Nga đã tìm được đường vào các thị trường tại châu Á như Trung Quốc và Ấn Độ. Nửa đầu năm nay, giá dầu của Nga đạt trung bình 69,1 đô la Mỹ một thùng, cao hơn mức trần xuất khẩu mà phương Tây áp là 60 đô la Mỹ và tăng mạnh so với 52,5 đô la Mỹ một thùng của cùng kỳ năm ngoái. Thống kê của Bloomberg cho thấy, trong tuần cuối cùng của tháng 6, doanh số bán dầu của Nga đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3 và giá thành đã tăng 25%. Theo đó, ngân sách Nga đang nhận được số tiền từ dầu mỏ gấp đôi so với một năm trước. Giá xuất khẩu dầu cao hơn, đồng thời đồng giúp giảm giá 15% so với cùng kỳ tính thuế, góp phần thúc đẩy thu ngân sách Nga tăng trưởng. Các chuyên gia cho rằng doanh thu dầu khí Nga tăng, đồng nghĩa rằng giá trần hoàn toàn vô tác dụng và Nga đang tiếp tục bán tài nguyên năng lượng một cách có lãi. Năm nay, Nga dự kiến thu 10.700 tỷ rúp từ việc bán dầu khí, tăng 21% so với năm ngoái. Ngân sách Nga đã thâm hụt 2 năm liên tiếp ở mức 3.000 tỷ rúp, tương đương 2% GDP. Nguyên nhân chủ yếu là nước này chi mạnh tay cho quốc phòng an ninh sau chiến sự. Năm ngoái, GDP của nước Nga tăng 3,6% năm 2023 sau khi giảm 1,2% năm 2022. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần đề cập đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nga và cho rằng số liệu này vượt trội so với các nước phương Tây. Ngân hàng Thế giới mới đây đã nâng cấp xếp hạng Nga từ quốc gia có thu nhập trung bình cao lên quốc gia có thu nhập cao. Tình hình này cho thấy, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế, nền kinh tế nước Nga đã thích nghi và tìm ra các cơ hội mới trong bối cảnh địa chính trị phức tạp. Nga sắp triển khai đồng tiền kỹ thuật số trên diện rộng. Trong thông báo mới nhất, Tổng thống Vladimir Putin cho biết việc triển khai đồng rúp kỹ thuật số trên quy mô lớn sẽ được thực hiện khi giai đoạn thử nghiệm kết thúc. Phát biểu tại cuộc họp chính phủ về các vấn đề kinh tế, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng việc triển khai thí điểm tiền điện tử đã chứng minh được thành công và sẵn sàng để ứng dụng rộng rãi. Tổng thống Nga cho biết sẽ thảo luận với các cơ quan quản lý về việc đẩy nhanh lưu thông đồng tiền này. Vào năm 2020, Ngân hàng Nga đã công bố ý tưởng đồng rúp kỹ thuật số. Việc thí điểm đã bắt đầu vào tháng 8 năm ngoái. Không giống như các loại tiền ảo như Bitcoin, đồng rúp kỹ thuật số là phương tiện thanh toán quốc gia do chính Ngân hàng Trung ương phát hành và được hỗ trợ bởi đồng rúp truyền thống. Các nhà hoạch định chính sách cho biết đồng rúp kỹ thuật số giúp việc chuyển tiền và thanh toán nội địa cũng như nước ngoài trở nên dễ dàng hơn do không chịu nhiều hạn chế như tiền truyền thống. Ông Putin cho biết đây là một loại tiền tệ khác của chúng ta. Điều đặc biệt là người dân và doanh nghiệp có thể sử dụng đồng rúp kỹ thuật số bất kể họ sở hữu tài khoản của ngân hàng nào. Theo nhà lãnh đạo, 12 ngân hàng, 600 cá nhân và 22 doanh nghiệp thương mại dịch vụ từ 11 thành phố trên khắp nước Nga đã tham gia vào giai đoạn thử nghiệm. Tính đến ngày đầu tháng 7, những người thử nghiệm đã thực hiện hơn 27.000 giao dịch chuyển khoản và hơn 7.000 giao dịch thanh toán hàng hóa và dịch vụ bằng đồng rúp kỹ thuật số. Theo Ngân hàng Nga, hiện có thêm 21 tổ chức cho vay đang chuẩn bị tham gia dự án, có thể diễn ra ngay sau tháng 9 năm nay. Hồi đầu tháng này, Phó Thống đốc Ngân hàng Nga Olga Skorobogatova cho biết, cơ quan quản lý cũng đã bắt đầu thử nghiệm các hoạt động thanh toán bằng đồng rúp kỹ thuật số với một số đối tác nước ngoài của Nga. Trước đó vào tháng 4, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga bà Elvira Nabiulina nhận định việc sử dụng đồng rúp kỹ thuật số có thể mất 5 đến 7 năm. EU đầu tư 7 tỷ euro cho 134 dự án giao thông. Nguồn tin từ châu Âu cho biết, Ủy ban châu Âu EC đã chọn 134 dự án giao thông để nhận hơn 7 tỷ euro tiền trợ cấp từ khối Liên minh châu Âu trong khuôn khổ cơ chế kết nối châu Âu CEF. Đây là khoản tài trợ lớn nhất trong chương trình CEF Transport hiện tại. Khoảng 83% nguồn tài trợ sẽ hỗ trợ các dự án phù hợp với mục tiêu khí hậu của EU, tập trung vào việc cải thiện và hiện đại hóa đường sắt,
đường thủy nội địa và đường biển trong mạng lưới giao thông xuyên châu Âu. Trong số các dự án được chọn, nhiều dự án sẽ giúp tăng cường khả năng kết nối giữa các nước Liên minh châu Âu và Ukraine, được thiết lập để hỗ trợ nhập khẩu và xuất khẩu giữa Ukraine và EU. Các dự án này bao gồm việc cải thiện hạ tầng đường bộ, các trạm kiểm soát biên giới đường sắt và tích hợp hệ thống đường sắt của Ukraine. Ngày 18 tháng 7 cũng đánh dấu ngày quy định RTET được sửa đổi có hiệu lực, đóng góp mạnh mẽ vào việc thúc đẩy các phương thức vận chuyển bền vững hơn, tiến bộ số hóa và cải thiện tính đa phương tiện giữa các phương thức giao thông khác nhau. Việc đầu tư này không chỉ là bước tiến lớn đối với cơ sở hạ tầng giao thông của EU, mà còn là cam kết mạnh mẽ của châu Âu đối với sự phát triển bền vững và kết nối hiệu quả giữa các quốc gia thành viên, đồng thời góp phần vào mục tiêu của Liên minh châu Âu về việc giảm phát thải khí nhà kính. ADB nâng dự báo tăng trưởng của khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Ngày 17 tháng 7, Ngân hàng Phát triển châu Á, ADB, công bố báo cáo đã nâng nhẹ dự báo tăng trưởng năm 2024 của khu vực châu Á-Thái Bình Dương lên 5% từ mức 4,9%, phản ánh tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của khu vực trong quý đầu tiên của năm nay. Triển vọng tăng trưởng trong năm tới được duy trì ở mức 4,9%. Trong phần bổ sung mới nhất của báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á 2024, ấn phẩm kinh tế hàng năm hàng đầu của ngân hàng, ADB cho biết nhu cầu trong nước ổn định và tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử, đã thúc đẩy tăng trưởng nhanh chóng của khu vực. Ngân hàng có trụ sở tại Manila, Philippines đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2024 của Đông Á lên 4,6%, nhờ xuất khẩu mạnh mẽ chất bán dẫn và các hàng hóa khác do sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo, với dự báo năm 2025 được duy trì ở mức 4,2%. Dự báo tăng trưởng cho Đông Nam Á vẫn ở mức 4,6% vào năm 2024 và 4,7% vào năm 2025, và cho Thái Bình Dương là 3,3% vào năm 2024 và 4% vào năm 2025. Dự báo tăng trưởng cho Nam Á vẫn ổn định ở mức 6,3% cho năm 2024, với dự báo năm 2025 giảm nhẹ xuống còn 6,5%. Triển vọng tăng trưởng ở Caucasus và Trung Á được nâng lên 4,5% từ 4,3% vào năm 2024 và lên 5,1% từ 5% vào năm 2025. Lạm phát chung của khu vực châu Á đang phát triển được dự đoán sẽ giảm thêm xuống 2,9% trong năm nay, ổn định ở mức 3,0% vào năm 2025. Tuy nhiên, Ngân hàng Phát triển châu Á cho biết lãi suất ở Mỹ và các nền kinh tế tiên tiến khác tiếp tục định hình triển vọng, điều này tiềm ẩn một số rủi ro giảm giá, ADB cho biết, đồng thời cho rằng kết quả không chắc chắn của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, leo thang căng thẳng địa chính trị, sự phân mảng trong trao đổi thương mại và các sự kiện liên quan có thể ảnh hưởng tới tăng trưởng. Cảnh sát Thái Lan công bố nguyên nhân vụ người Việt chết ở Bangkok. Theo nguồn tin từ thủ đô Bangkok, Thái Lan đã tổ chức họp báo công bố nguyên nhân sơ bộ vụ 6 người tử vong tại khách sạn Grand Hyatt Irawan. Cảnh sát Thái Lan nêu rõ nguyên nhân là do mâu thuẫn nợ nần và một trong 6 nạn nhân chính là người đã đầu độc 5 người còn lại. Cảnh sát Thái Lan cũng đã xác định được danh tính người thứ 7, được cho là đã đặt phòng ở cùng với 6 nạn nhân. Theo đó, người này đã xuất cảnh khỏi Thái Lan, trở về Việt Nam từ ngày 10 tháng 7. Trước đó vào tối ngày 16 tháng 7, kết quả điều tra ban đầu cho thấy phòng của các nạn nhân bị khóa từ bên trong và không có dấu hiệu của việc có người đột nhập vào phòng để sát hại. Sau khi di chuyển thi thể các nạn nhân về một bệnh viện gần đó, cảnh sát Thái Lan cũng đã chuyển hành lý của 6 nạn nhân từ khách sạn về trụ sở cảnh sát phường Lumpini. Trong thông báo mới nhất, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin xác nhận một nhóm nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ, FBI, sẽ đến Thái Lan để hỗ trợ công tác điều tra, nhất là liên quan đến 2 nạn nhân mang quốc tịch Mỹ. Thủ tướng Thái Lan cho biết đã gặp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng ở khách sạn Grand Hyatt Irawan vào tối ngày 16 tháng 7 để trao đổi về vụ việc, đồng thời khẳng định đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành điều tra toàn diện để sớm công bố kết quả. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!